cũng chào mọi người. Chuyện là dạo này á, mình nhận được rất là nhiều câu hỏi là làm sao để có một cái làn mi cong và dài như mình á. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn bí quyết có một làn mi cong và dài mà còn dài như mình nữa. Đó là mình sử dụng hai combo, hai sản phẩm của dưỡng mi FEG này nè. Theo mình được biết, đây là sản phẩm được chứng nhận hàng đầu Hoa Kỳ và mình thấy có rất là nhiều beauty blogger sử dụng và đánh giá cao. Sản phẩm này thì mình mua tại fanpage chính hãng và độc quyền tại Việt Nam. Nếu như mà bạn nào muốn mua thì có thể vào Facebook này nha. Và mình được biết thêm là sản phẩm này có rất là nhiều hàng đạo nhái. Đây là fanpage chính thức và nó có đính kèm thông tin đính chính và có rất là nhiều sản phẩm đạo nhái được bán ra bên ngoài. Một combo sản phẩm như vậy sẽ gồm hai lọ, một lọ ngày và một lọ đêm. Một lọ sẽ giúp cho phục hồi cái hư tổn của mi mà môi trường và các hóa chất đã gây ra. Còn một lọ còn lại là sẽ giúp làm dày mi và làm dài mi, kích thích mọc mi. Tất cả thành phần đều an toàn và đã được Bộ Y tế của Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ công nhận, cho nên là mình rất là an tâm về khoản này. Trong quá trình mình sử dụng đến bây giờ thì không có xảy ra bết dính gì cả, vì mọi người xem nè, cái cọ của nó rất là mảnh, để cho khi mà mình lấy một lượng ra thì nó sẽ không có bị quá nhiều để mà rơi xuống mắt của mình, làm cay mắt mình, như là mình sử dụng mấy cái loại dưỡng mi kia, cái đầu cọ của nó rất là to và mình bị cay mắt rất là nhiều lần luôn. Các bạn không biết được đâu, hồi trước là lông mi của mình rất là dài và dày luôn, nhưng mà sau đó mình make up rất là nhiều lần á, mình sử dụng mascara liên tục, xong rồi mi của mình nó bị yếu đi và nó bị rụng rất là nhiều và mình nó bị cưa đi á. Nhưng khi mà mình được giới thiệu cái sản phẩm này là mình đã rất là mừng, mình đã mua liền luôn. Và khi mà mình mua được đúng cái hàng chính hãng này nè thì mình cảm thấy không có gì vui bằng khi mà cái lông mi của mình đã trở lại như trước đó. Và bạn nào muốn mua hàng thì mình sẽ để một cái link ở bên dưới, và phải mua hàng chính hãng thì nó mới đạt hiệu quả được nha. Nếu như mà cứ xài mấy cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì nó sẽ bị viêm bờ mi hoặc là có rất là nhiều tác dụng phụ xảy ra, cho nên là mấy bạn phải nhớ bảo vệ hàng mi của mình là đúng cách nha. Đến đây thì mình sẽ phải tạm biệt các bạn thôi, bye bye.